Rồi test nhẹ chiếc phun chờ mới làm phun hình nồi thấy nha, bao nhẹ nhàng cho anh em ha. Có hình này là về lên là bao bóc cho anh em liền ha. Đó, nhích nhẹ lên đầu ha. Quá dữ ha. Đó, nhích nhẹ lên đầu cho anh em liền nha. Thì chào anh em phun chờ 125 nha. Giới thiệu với anh em có hình làm cái nồi thái. Xe này thì của anh trai chạy để làm nó bị tình trạng là rung đầu á, với lại là bị giật nồi ha. Thì anh em mà chạy bố dáng á là hay bị tình trạng là rung đầu với lại bị là chạy giật giật nha. Thì cái này cho anh em coi cận cảnh luôn nè. Đây là cái chuông dán bố nè, vớt chuông qua rồi ha. Thì chạy một lâu thời gian nó sẽ bị trượt cái nồi nè, trượt nồi dẫn đến tình trạng rung đầu. Cho anh em coi cái bố dán nha. Đây là cái bố dán nè. Đó, bố dán thì nó dễ bị là chai bố và bị tuột nồi của anh em ha. Đây, ba cái bố dán trả lại cho anh em ha. Rồi ha. Rồi, về cái phần cái bố sắt nồi sau thì đã xài bố sắt lô rồi. À, sắt lỗ sắt lô nè. Đó, sắt lô cho anh em ha. Đó nó bị là bào mòn bố và chạy rất là yếu xìu nha. Và bố thì bị mòn chai hết rồi. Rồi. Cái cấu hình cái nồi mới mình sẽ đi là cấu hình nồi bố thái cho anh em nha. Đây là phun cái hình nồi thái nha, không có đi dán bố. Rồi, cho anh em coi cấu hình nồi thái nè. Gồm 3 bố nha, 1, 2, 3 phun thái mới nha. Nếu anh em muốn dán bố mình sẽ lấy cái càng này mình đi dán lại cho anh em. Còn anh em có điều kiện chơi bố thái thì mình sẽ đi phun lại nguyên bộ bố thái luôn mình ha. Đó, không bị xước tay của anh em nha. Đây là bố dinh thái nha. Cái chuông thì trả lại cho anh em luôn, mình sẽ đi lại chuông dinh thái nè. Dày chì anh em ha, là mới chầm chầm, không bị sọc huyết hết nha. Đó, mới chầm chầm. Rồi, cái nồi sau mình sẽ đi lại bố thái. Bố thái là bố bạn đó của mình cho anh em. Đó, cho anh em coi là để cho anh em phân biệt rõ ràng luôn nha. 1, 2, 3, 4 ha. 4 là bố dinh thái chủ xe nha, bao đẹp cho anh em. Và đi sắt dinh thái cho anh em luôn. Combo gồm là 3 lá nha, 3 lá ha. 1, 2, 3 ha, trắng đẹp chinh nha. Đó, rồi. Cái lò xo cũ thì nó đã bị lúng xẹp nè, nó lúng khoảng là 2 ly ha. Thì mình lại đi lại lò xo dinh thái nha. Đó anh em thấy không? Lúng xẹp 2 ly ha, mình đi lại lò xo dinh thái vô xe luôn. Gồm là 6 lò xo ha. Đó, anh em mà muốn bảo dưỡng của mình nồi thái thì ghé ủng hộ bên Độ Xe Việt Nam nha. Làm xong thì mình sẽ có hóa đơn và phiếu hành đầy đủ cho anh em để cho anh em xài ha. Rồi, chào anh em. Rồi, chào anh em Future 125 nha. Giới thiệu với anh em có mình làm phun nồi thái. Xe này thì mình không có dán bố. Mình sẽ đi là có mình là nồi bố thái dinh mới vô xe luôn. Thì combo nó sẽ gồm có là 4 bố, 3 sắt, 6 lò xo, chuông nồi dinh thái, bố nồi dinh thái nha, trước sau dinh thái hết nha. Đó, mình sẽ đi lại có hình dinh thái vũ xe, chạy cho bền, không bị rung đầu, không bị giật nồi nha. Thì cái nồi cũ đã đi bố dán rồi, cho nên nó rất bị tình trạng là bị là chạy nó bị rung giật á. Đó, chạy ga nhỏ nhỏ là chạy rất rung, rất là khó chịu nha. Thì nay mình tiến hành là làm phun cái nồi mới. Anh em mà muốn bị tình trạng mà rung đầu á, với lại chạy bị giật á, thì ghé ủng hộ nha. Mình là làm xong thì mình sẽ là có bảo hành cho anh em. Trong thời gian bảo hành mà có bị rung giật mình sẽ bảo hành miễn phí cho anh em nha. Để anh em yên tâm cái chuyện đó. Nồi thái rất là bền ha. Mình sẽ tiến hành là cho 4 bố nồi sau và 3 sắt nồi sau vô. Tới 6 lò xo ha. Thì cái phần lá sắt thì anh em lưu ý, lá sắt thì mặt côn anh em nằm dưới nha. Còn ở phần chiều bén nằm trên. Đó, lò xo thì chiều lớn nằm dưới, còn ở chiều nhỏ nằm trên. Và đúng 6 lò xo nha. Còn 3 tán nồi ha. Đó. Rồi mình tiến hành là cho cái nồi sau với lại cái chuông nồi trước vô ha. Mình sẽ lắp bố bắc càng sao nha. Đó, tiến hành là cho lồng đền nồi sau, tán nồi sau vô. Rồi tiến hành là cho cái phần bố bắc càng nồi trước vô, tới lồng đền chặn phe, lồng đền outside, tán nồi trước. Tiến hành là bắn nồi trước nồi sau nha em ha. Đó, bắn nồi trước nồi sau mình sẽ cho bạch đạn, cò muỗng vô. Cái nồi trước thì anh em lưu ý là mình sẽ lắp kê toàn bộ cái lồng đền chặn phe nha. Rồi tiến hành là lắp phòng dứt ly tâm ha. Rồi test nhẹ chiếc phun chờ mới làm phun hình nồi thái nha, bao nhẹ nhàng cho anh em ha. Có hình này là về lên là bao bóc cho anh em liền ha. Đó, nhích nhẹ lên đầu ha. Quá dữ ha. Đó, nhích nhẹ lên đầu cho anh em liền nha. Anh em mà muốn làm nồi thái thì ghé ủng hộ bên Độ Xe Việt Nam nha. Rồi test nhẹ phát nữa cho anh em coi có hình nồi thái ha. Bao nhẹ nhàng, nồi thì làm được nhẹ lên đầu luôn. Rất là nhẹ nha. Đó, mình test nhẹ và dòng là mình giao xe cho anh em nha. Đó, anh em coi có hình nồi thái chạy rất êm ru ha, nhẹ nhàng, nhích nhẹ lên. Rồi, test sắt nữa để cho anh em. Đó, quá đẹp ha. Quá lên quá ngọt cho anh em luôn. Đó. Nồi dinh thái nha anh em. Em ru bền nhẹ cho anh em nha. Đó. Rồi, anh em muốn làm thì ghé ủng hộ mình có nhận làm rồi hóa đơn bảo hành đầy đủ cho anh em. Chào anh em nha. Dạ giám đốc ơi. Rồi ok.